Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương lớn của Đảng nhằm định hướng dài hạn chiến lược an ninh năng lượng nói chung, sự phát triển bền vững, ổn định của ngành năng lượng Việt Nam nói riêng. Mục tiêu đầu tiên của chương trình quốc gia là tiết kiệm từ 8 đến 10% lượng năng lượng cần thiết để phát triển đất nước theo kịch bản phát triển bình thường. Ba giải pháp nền tảng mà Việt Nam cần phải kiên trì áp dụng đó là lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, xem xét lại nhu cầu phát triển và cơ cấu tiêu thụ năng lượng của từng ngành, từng lĩnh vực, và cuối cùng là lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chiến lược về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Cái việc là nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng thì nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế chúng ta nó xanh hơn, phát triển bền vững hơn và bớt lệ thuộc vào các cái nguồn năng lượng, đặc biệt là các cái nguồn năng lượng nhập khẩu, và cũng như là giúp cho chúng ta trong việc chung tay cùng với tất cả các nước trên thế giới để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính. Đặc biệt vừa qua, lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức giải thưởng liên quan đến sản phẩm hiệu suất năng lượng, thể hiện rõ mong muốn thúc đẩy xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng, theo đúng định hướng của chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại lễ trao giải, doanh nghiệp đạt giải đã vinh dự được Bộ Công Thương trao cúp người dẫn đầu và sản phẩm của doanh nghiệp cũng được cấp giấy chứng nhận và dán nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất. Được biết, các sản phẩm đạt giải sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm nay, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất, còn phải đạt tiêu chí về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo hướng tuần hoàn nhằm đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, như việc sử dụng các nguyên nhiên vật liệu thân thiện môi trường, khả năng thu hồi, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải trong quá trình hủy bỏ khi hết vòng đời sản phẩm. Đối với vai trò của người sản xuất, chúng tôi luôn nghiên cứu để làm sao mà giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ. Vì vậy nên tích hợp rất nhiều công nghệ vào trong cái sản phẩm này. Chúng tôi đã dùng biến tần, DC inverter, và dùng một cái vật liệu gọi là từ trở để có một mô măng xoắn cao hơn. Và với lại cái thiết kế dạng swing độc đáo của Daikin để làm cho cái hiệu suất là cao nhất. Để cho mục đích phát triển bền vững, Panasonic thiết lập tầm nhìn 2050 từ 2017 để tạo ra năng lượng sạch, tạo ra cuộc sống thuận tiện cho người dân. Đây là định hướng trong sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển của Panasonic tại Việt Nam. Chúng tôi đang nghiên cứu sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ Invector với các cảm biến thông minh để có thể hình thành thói quen của khách hàng, từ đó thiết bị có thể hoạt động tiết kiệm năng lượng. Trong tương lai, sự phát triển của ngành điện nói riêng và năng lượng Việt Nam nói chung sẽ ngày càng gặp nhiều thách thức lớn hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Đó là nhu cầu điện đang và còn tiếp tục tăng trưởng cao, nguồn năng lượng sơ cấp đang dần cạn kiệt và khả năng cung cấp nguồn năng lượng sơ cấp hạn chế, dẫn đến sớm phải nhập khẩu nhiên liệu. Sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời dẫn tới những khó khăn nhất định trong vận hành hệ thống điện và các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về bảo vệ môi trường trong hoạt động điện lực. Do vậy, có thể khẳng định rằng tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải trở thành đặc điểm văn minh của con người Việt Nam mới. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại rất là nhiều lợi ích cho quốc gia. Việc tiết kiệm 1 kWh điện chỉ bằng 1/4 đến 1/5 lần việc sử dụng, việc sản xuất và truyền tải 1 kWh điện. Và chúng tôi cũng mong muốn là các khách hàng sử dụng điện ngày càng có những cái ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn để tạo nên một cái môi trường xanh sạch đẹp cho quốc gia. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Tăng cường kiểm toán năng lượng, xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ, chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng.